trình Thú Cưng TV ngày hôm nay gồm những nội dung sau: cùng tìm hiểu về giống chó có bộ lông thật dày và đẹp Jojo, cần chú ý những gì nếu muốn chú chó của mình tham dự talk show, một buổi sinh hoạt của các thành viên trong nhóm An Nam, cá dĩa và thế giới huyệt ảo dưới nước. Ngọc Nhi và chương trình Thú Cưng TV xin chào các bạn. Vậy là chúng ta lại gặp gỡ nhau để chia sẻ những thông tin, những hình ảnh thú vị về những chú thú cưng đáng yêu tinh nghịch xung quanh mình. Và trong chuyên mục Từ điển Thú Cưng mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với những chú gấu. À không, gấu thì khó lòng mà thành thú cưng được rồi. Ý của Ngọc Nhi nói là những chú chó có nét hao hao như những con gấu, nhưng mà đương nhiên là các bạn này thì hiền hơn những chú gấu rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về giống chó này nhé. Tổ tiên của loài chó trâu có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc từ khoảng 2.000 năm trước và thường được dùng để giữ nhà và săn bắn. Bởi vì trong thời kỳ này, Trung Quốc bế quan tỏa cảng với thế giới nên mãi tới những năm 1800, giống chó châu châu mới xuất hiện ở các nước khác. Châu châu là một giống chó khỏe mạnh, to lớn, năng động và đầy kiêu hãnh. Thân hình của châu châu ngắn, có dáng vẻ như sư tử. Chúng có thể di chuyển nhẹ nhàng, mặc cho thân hình to lớn. Tuy nhiên, chúng sẽ rất dễ bị stress dưới thời tiết quá nóng bức. Châu châu có chân cứng cáp, bộ lông ngực rộng, phần thân sau của chó ngắn gọn, đầu to và phần trán phẳng. Mặt của chó bị gãy, có đôi tai ngắn và mỏng cùng với đôi mắt tròn nhỏ và híp lại. Jojo có một bộ hàm rất khỏe. Một trong những điểm dễ nhận biết nhất của Jojo chính là chiếc lưỡi có màu xanh đen của chúng. Bộ lông của Jojo rất rậm rạp, có thể xù hoặc duỗi thẳng. Màu lông phổ biến của giống chó này là đen, nâu đỏ hoặc kem. Jojo thông thường rất biết điều và ngoan ngoãn, tuy vậy có thể trở nên bướng bỉnh và khó bảo. Đây là loài chó chỉ biết công nhận duy nhất chủ nhân của mình. Chúng rất trung thành với chủ. Nếu bị người lạ tấn công, Jojo sẽ phản ứng khá dữ dội bằng vũ lực. Jojo hay lấn át và bắt nạt các loài chó khác, tuy vậy chúng lại luôn tỏ ra rất dịu dàng và ngoan ngoãn khi chơi với trẻ nhỏ. Wow, chỉ mới nhìn bộ lông dày và to của những chú chó Jojo thôi là Ngọc Nhi đã muốn bay vào ôm ngay chúng thật chặt rồi. Chắc chắn là sẽ rất ấm áp phải không nào? Tạm biệt các bạn Jojo, chúng ta sẽ cùng nhau quay lại với anh Trí và những chú chó búp dễ thương của mình để anh chia sẻ cho chúng ta một số thông tin bổ ích về việc nuôi chó búp và cả những lưu ý căn bản nếu như mà chúng ta muốn hướng tới việc nuôi chuyên nghiệp hơn để có thể dẫn các chú chó của mình đi thi đấu. Bạn bên cạnh Ngọc Nhi đây là anh Trí, breeder của trại chó búp TT Kennel. Và hôm nay rất vui khi được gặp anh Trí. Được biết là ở trại của mình thì có nuôi rất là nhiều các loại chó búp. Anh có thể cho biết là giống chó búp đã du nhập vào Việt Nam vào khoảng thời gian nào và hiện tại thì nó đang phát triển ra sao? Thực tế thì con búp á, nó vào đây thì cũng không thể, Việt Nam mình thì không thể xác định được là từ thời điểm nào, nhưng dao động tầm cũng phải 15 đến 20 năm nay. Sau quá trình nuôi dưỡng thì dần dần thì có nhiều người và đã đầu tư nhập những con giống mới để cải thiện dần cái chất lượng con chó. Và sau cũng chỉ tầm cỡ 4 năm nay thì bắt đầu là có chiều hướng là có nhiều người sẽ nhập những con chó có giấy tờ gia phả ổn định để đi mang đi thi, đi show, những cuộc show mà do Hiệp hội VGA Việt Nam mình tổ chức. À dạ, về một chú chó búp như thế nào thì được xem là thuần chủng, cần phải đáp ứng những tiêu chí gì? Một con chó búp thuần chủng á, thì điều trước tiên cốt lõi là phải có, con chó đó phải có giấy tờ gia phả để xác định được các cái đời phả hệ. Cái thứ hai nữa thì nó phải là các hiệp hội mà để cấp giấy đó là phải được, trước tiên là phải là hiệp hội FCI, là có nghĩa là hội nuôi chó giống quốc tế á, là phải công nhận. Thì đó mới được xác định, trước tiên là được xác định đó là một con chó thuần chủng. Rồi sau đó thì có thể là từ con chó đó mình có thể so sánh ra về những cái tiêu chuẩn, ví dụ như là khuôn mặt. Nó phải là tròn, bầu và nó mũi nó sẽ là ngắn.
tịp vào phía trong, đuôi thì phải xoăn. Body và vóc dáng thì nó có thể tùy thuộc vào những cái trại, người ta có những cái cách mà tạo ra gọi là cái line riêng của người ta, cái nét khác biệt của người ta thì nó có thể có sự khác biệt xíu, nhưng nôm na nó phải cân đối, nghĩa là từ chân tay mặt mũi nó phải cân đối. Cái thứ ba nữa đó là một con búp á, nó phải về màu sắc trước thì là nó chỉ có hai màu được công nhận là màu vàng và màu đen. Thì nó chia ra thêm thành bốn màu, có nghĩa là màu vàng đậm, vàng nhạt, nó hơi có màu gọi là mung mung. Cái thứ còn bên màu đen thì nó chỉ có một màu đen tuyền, không được có một cái vết màu khác trên người con chó. Một người muốn nuôi chó búp thì cần phải lưu ý những điều gì để có thể chăm sóc các bé được tốt hơn? Thực ra thì búp hay là một giống chó nào khác thì vẫn cần tất cả những điều kiện, ví dụ như là các bạn phải hiểu biết sơ về một con chó nó cần những cái gì, ví dụ như là chó con thì thời gian đầu về thì chế độ ăn uống một ngày nó sẽ ăn chia nhỏ ra để thành bốn bữa ăn nhỏ, thì trọng lượng thì nó tầm cỡ 10% trọng lượng cơ thể của chó con. Rồi vệ sinh, ví dụ như là hàng tuần bạn có thể tắm nó bằng những loại sữa tắm chuyên dụng cho chó thì có thể mua tại tất cả các cửa hàng. Điều cốt yếu trước tiên đó là con chó phải được tiêm chủng và tẩy giun định kỳ. Vậy ở lứa tuổi nào thì mình có thể đem các bé đi tham gia dog show? Một con chó, tất cả các giống thì theo quy định là trên 3 tháng tuổi là con chó bắt đầu có thể đi show được, đến hết cuộc đời của nó. Vậy thì trước khi tham gia dog show mình có phải tập luyện cho các bé không ạ? Và khi mà tập luyện thì mình cần tập luyện những cái điều cơ bản nào? Một con chó đi show thì cốt lõi trước tiên á là con chó đó phải nhìn nó phải hài hòa. Tập luyện á thì nó cũng thật ra thì không có gì gọi là khó khăn đối với một người mà muốn mang con chó đi show. Thì có thể là mình dùng một sợi dây gọi là dây dẫn, rồi mình dắt con chó đi cho nó theo mình một cách nhịp nhàng. Và có thể là cho chỉnh cho các bé đứng cho nó thể hiện ra cái vóc dáng của con chó. Trong quá trình tập show cho các bé thì mình cần phải lưu ý những điều gì để có thể giữ được cái trạng thái tốt nhất cho các bé trước khi thi? Trước tiên là về chế độ ăn uống, phải bổ sung những cái loại khoáng chất, vitamin để cho bé là nói chung là phải đẹp, về thể trạng bé phải đẹp. Cái thứ hai là mình phải cho bé chơi nhiều để bé có cái gọi là được cái tinh thần được thỏa mãn, vui vẻ khi ra show. Và được tập luyện để duy trì cái việc mà đi và đứng, hay là những cái yếu tố mà như là quen với lại những cái việc mà giám khảo có thể là sờ nắng hoặc là kiểm tra cái khung xương của con chó, nếu không ngại người lạ. Đúng rồi. Cảm ơn những chia sẻ của anh rất nhiều và hy vọng là sau chia sẻ của anh Chí ngày hôm nay thì các bạn nào mà có dự định chúng ta đem những chú chó của mình đi tham gia dog show thì sẽ có thêm được nhiều kiến thức. Cảm ơn anh rất nhiều. Cộng đồng nuôi chó ở Việt Nam ngày một phát triển rất mạnh và dĩ nhiên người nuôi chó ngày nay không chỉ một mình mà sẽ được gặp gỡ rất nhiều những người bạn khác có cùng sở thích để cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nuôi chó. Và trong chương trình ngày hôm nay sẽ giới thiệu cho mọi người một nhóm những người yêu chó có tên là An Nam. Đây là một trong những hội nhóm lớn ở thành phố Hồ Chí Minh dành cho những người yêu thích các loài chó. Với phong trào nuôi chó đang phát triển ngày một mạnh mẽ, những người yêu thích loài động vật này không còn quá khó khăn trong việc gặp gỡ, tìm kiếm những người bạn cùng sở thích với mình để chia sẻ, học hỏi những kinh nghiệm trong việc chăm sóc thú cưng. Hôm nay lại là một buổi offline quen thuộc của các thành viên trong hội An Nam, một nhóm hội tập trung rất nhiều những người nuôi chó, cả chuyên nghiệp lẫn không chuyên. Mục tiêu của tôi thành lập cái nhóm An Nam Group trên một cái mạng xã hội. Tại vì bây giờ cái một phong trào nuôi chó nó rất là phát triển tại Việt Nam nói riêng, thì có rất nhiều bạn trẻ tham gia, thì tôi muốn định hướng cho bạn trẻ là biết giống chó nào nó thuần chủng và thuần chủng như thế nào, và trong cái group An Nam đặc biệt một điều là phải rõ thông tin, ví dụ như các bạn mua bán
thì phải nêu rõ thông tin về con chó và giấy tờ như thế nào phải rõ ràng. Và thậm chí là cái lúc ăn nam là cũng không hoan nghênh những bạn chọi chó, những hình thức mà ngược đãi động vật. Thực sự thì An Nam mới thành lập được một năm, tự là tôi cũng rất là vui, đã được 5.600 cái thành viên, và đó là những thành viên thật và có sự chọn lựa từ các admin. Thì theo định kỳ hàng tuần 2 buổi và thứ năm và chủ nhật, những thành viên họp lại nhau để trao đổi những kiến thức để cho người mới người ta biết thêm về những con giống chó đang tìm hiểu. Trong những buổi offline như thế này, các thành viên sẽ cùng nhau gặp gỡ, trao đổi những kinh nghiệm trong việc nuôi chó của mình. Những thành viên mới sẽ được những người đi trước có kinh nghiệm hướng dẫn những kiến thức cần thiết để giúp cho các bạn chăm sóc tốt nhất các chú chó. Chào các bạn, mình là thành viên của hội An Nam Group. Mình gia nhập vô cái hội thì mình có nhiều cái lợi ích. Mình chia sẻ kinh nghiệm được cho các bạn, hoặc là các bạn chia sẻ kinh nghiệm ngược lại cho mình. Ví dụ giống như bé bệnh, mình biết cách, ví dụ như mình hỏi các bạn chia sẻ cho mình những cái cách mà để trị bệnh cho chó, và cái cách nuôi dưỡng bé như thế nào là để cho bé tốt hơn. Và nó có rất nhiều thứ mà để bạn bè có thể chia sẻ cùng nhau. Xin chào mọi người, em tên là Huỳnh Kim Ngân, và đây là chó của em tên là Annabella. Em đến với lại tham gia với group đây được 2 năm rồi. Khi em tham gia với group, em nhận được nhiều sự giúp đỡ từ các anh em trong hội để nâng cao tầm nhận thức về những giống chó và nuôi chúng được tốt hơn. Lý do để em chọn dòng chó Bullfast này tại vì nó rất là dễ nuôi, thân thiện với lại tất cả mọi người và nó rất là đáng yêu. Thì hàng tuần chúng tôi offline, thì qua cái buổi offline này anh em có thể chia sẻ với nhau về cái cách chăm sóc con bully như thế nào, cũng như là cái cách những cái bệnh và những cái chia sẻ những cái việc thường gặp ở tất cả các giống chó. Ngoài những cái hoạt động thường niên, câu lạc bộ cũng định hướng cho các thành viên của mình là chơi về những cái kiến thức sâu hơn, như là đi show. Thì khi ra show, giám khảo sẽ chấm những cái đặc tính chọi của con chó, giống như là bước chạy, rồi màu lông, niêm mạc, khung xương, tất cả những cái liên quan tới con chó, thì nó sẽ cấu thành một cái con chó hoàn thiện. Câu lạc bộ cũng định hướng cái việc là mỗi ngày và vừa đi chơi và vừa cái duy trì cái giống chó này theo cái định hướng lâu dài. Ngoài những hoạt động offline hàng tuần, nhóm An Nam còn có các hoạt động dã ngoại khác, khuyến khích các thành viên đem theo chú chó của mình đến giao lưu, gặp gỡ, làm quen với những người bạn của các thành viên khác. Tạm biệt những người bạn chó đáng yêu, với chuyên mục cuối cùng của chương trình ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến các bạn một người bạn sống ở dưới nước. Thoạt nhìn thì trong các bạn ấy có vẻ rất là bình thường, tuy nhiên qua bàn tay chăm sóc, chuẩn bị của những người yêu thích và đam mê, chúng ta sẽ vô cùng bất ngờ khi thấy kết quả đấy. Dĩa này xuất xứ từ sông Amazon, Nam Mỹ, du nhập vào Việt Nam trong những năm 1990. Hiện tại là cá dĩa là một trong những loài cá cảnh nước ngọt đẹp nhất. Cá dĩa hiện tại là mình chia thành tình hai dòng, dòng cá dĩa hoang dã và dòng cá dĩa thuần chủng. Trong những dòng cá dĩa hoang dã thì có con Haken, con nâu và con xanh dương và xanh lá. Còn ngoài ra những dòng còn lại là cá lai tạo thuần chủng.
Người nuôi cá cảnh thích con cá dĩa vì ngoài các yếu tố về màu sắc, hoa văn thì có cá dĩa tính rất là đẹp, là một trong những loài cá cảnh đẹp, hiền, có thể bơi theo bầy đàn và nuôi có thể một mật độ cao. Hiện tại nuôi cá dĩa thì nói chung thì ngoài cái trang bị hồ lọc, hồ xử lý nước, cá dĩa thì nếu mà hiểu đặc tính của cá dĩa thì không khó, rất là dễ. Nếu mà căn bản đối với người chơi thì cần cá dĩa thì ngoài những cái hồ chính, mình còn có hồ phụ để trữ nước mà cần thiết để khi thay. Ngoài ra còn có lọc thô và lọc vi sinh. Ngoài ra phải cung cấp oxy đầy đủ, tránh tình trạng mà khi cá dĩa cúp điện thì cá vẫn có thể hoạt động tốt. Ngoài môi trường nước, thức ăn, ngoài yếu tố bệnh thì khi mà quản lý được những yếu tố đó thì nuôi con cá dĩa tương đối là khá dễ. Hiện tại con cá dĩa thì nó có từng cái bệnh rất là căn bản, từ nấm và nấm mang. Khi mà nấm thì tình trạng nấm thường xảy ra khi vào thời tiết giao mùa, và nước thì môi trường nước phải trong sạch, thức ăn, nguồn thức ăn phải được đảm bảo thì khi mà phòng bệnh con cá thì sẽ tương đối tốt hơn. Ngoài ra có thể cá thì bị đường ruột, trong quá trình mà thay đổi nguồn nước, thức ăn và môi trường thì cá dễ xảy ra tình trạng bị đường ruột. Khi đường ruột thì cá tương đối là khó trị, nhưng mà khi trị thì cũng không phải là khó. Ngoài ra cá còn có một số bệnh nấm như ký sinh trùng mang và ký sinh trùng mắc. Nếu mà môi trường nước tốt thì cá sẽ rất là ít bệnh. Mình cho ăn trước khi thay nước khoảng chừng nửa tiếng tới một tiếng. Cho cá ăn xong thì ngoài cái thức ăn mà dư bỏ, mình phải hút bỏ và chăm nước mới để tạo cái môi trường tốt cho cá phát triển tốt nhất. Trung bình thì một tháng thì cá dĩa sinh sản khoảng 7 tới 10 ngày thì cá sẽ sinh sản một lứa. Trung bình thì một tháng từ 3 tới 4 lứa cho một chu kỳ sinh sản. Chuyên mục về những chú cá dĩa cũng đã kết thúc chương trình Thú Cưng TV ngày hôm nay. Ngọc Nhi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Thì lúc mới mua về thì cũng không biết đặt tên là gì nữa. Thì tại vì bố mẹ em thì muốn đặt một cái tên gì đó nó gần gũi, không có muốn đặt tên tiếng Anh thì khó kêu, mà tên dài quá, kiểu như đặt Elizabeth hay Jessica thì mình kêu chữ K chữ Beth.